Ngày 19 tháng 5 năm 2023, tránh thanh tra bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định số 31 trên quy DXPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hóa chất Việt trì. Cụ thể, công ty đã có hành vi vi phạm gây sự cố chất thải cấp cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 điều 40 nghị định số 45 trên 2022 trên NDCP ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 2 đến dưới 4, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 m khối trên ngày, 24 giờ đến dưới 800 m khối trên ngày 24 giờ, quy định tại điểm L khoảng 8 điều 19 nghị định số 45 trên 2022 trên NDCP. Hình thức xử phạt chính bằng tiền và áp dụng khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 985.538.222 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở. Trong thời hạn 4 tháng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, công ty phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.